Soklama alma, soklama alma. Và chúng ta cùng đến với trận thi đấu tiếp theo, trận thi đấu thứ tư ở trong trận đấu thứ hai. Thế về bên kia là Roman và Pho, bên này là Choi Son với IA. Chơi được, chơi được, không sao, có IA tuyển. Và IA do Tom Rui cầm, chúng ta cùng đến màn hình máy của thủ Tom rồi. G được thiết kế vị trí đẹp nhất và khéo nhất rồi, tốt rồi. Hy vọng sẽ có một vài IA đột biến, chém sớm. Và sau đó thì thủ Gunny cũng là người chém, và sau đó thì Tom Rui lên được cung A thì là đẹp. Bên kia có một cung Pho. Lẽ lại một bài đánh chém vào thủ phủ, à xin lỗi, bạn đánh cung thủ phủ giống trận trước không? Chúng ta cùng chờ xem. Thêm đàn heal khá sớm dành cho Tom Rui, rất to, khá sớm. Mỗ đầu chỉ có một cây duy nhất là hơi gần, còn lại có vẻ như nó đang ở phía xa phía ngoài. Nhưng bài này tôi đang hy vọng bãi cỏ phụ thôi. Với bài IA mà có bài heal to như này và có bãi cỏ phụ thì có lẽ là ổn. Màn hình máy của thủ Gunny một chút nữa. Có quả phụ rồi, heal cũng đã thấy, đàn heal đầu 5-6 con gì đó, đại loại như vậy. Đấy, dường như là 6 con, không 5. Mà 5 hay 6 thì nó là, có lẽ là cũng không ảnh hưởng quá nhiều tầm này. Đá về càng nhanh thì càng tốt. Và bây giờ tiếp tục quay trở lại với màn hình máy của game thủ Tôm. Đang bị dẫn 2-1 và đây là trận thi đấu cực kỳ quan trọng. Chung kết. Từ giờ trở đi C này đều là chung kết. Đây rồi, bãi quả phụ, đây rồi, bày heal rồi. Hơi đáng tiếc trong pha vừa rồi, đáng lòng. Vâng, bác sĩ đến nơi thì bệnh nhân đã tử nạn. Tom Rui đang rất cẩn thận và tỉ mẩn với bầy heal đầu tiên. Một heal rất to, và hiện tại thì bây giờ đã thấy thêm một bãi quả phụ ở phía trên, cộng với một heal nữa. Rất cẩn thận, các bạn có thể thấy rất cẩn thận. Chưa chết, Tom vẫn chưa phóng vội. Hai tay hay heal, ở phía dưới là một heal nữa. Lại nhảy ngược, rất khó chịu với những con heal cứng đầu. Rất cẩn thận, các bạn có thể thấy Tom tiết kiệm và cẩn thận đến mức như thế nào. Một vài khi mà quân đã bắt đầu cửa dưới và Tom đang thể hiện mình là một người vô cùng chắc chiu. Rồi, em cũng đang được thiết kế, rất đẹp. Đóng E xong đổ gỗ về là đóng E vừa, rất tốt. Căn kè tuyệt vời đến từ Tom. Bài này có thêm tí voi nữa, đúng là thực sự là quá tuyệt vời. Chết một đấu dần. Bây giờ chúng ta cùng xem màn hình máy của Gunny. Có voi. Dân cho son câu voi cũng không quá phức tạp đối với Gunny. Bãi quả phụ phía trên 22/24. Và tiếp tục quay sang với Tom Rui 21. Như vậy là hai game thủ song dân rất đều tay. Tom đang rất khẩn trương, các bạn có thể thấy là lượng gỗ ép lên vừa đủ. Tom đóng luôn chiếc BG và sau đó tiếp tục một chiếc BE. Mọi thứ đều trong nằm trong tầm kiểm soát của Tom. Cắt thêm bước dân lên và chuẩn bị ăn thêm bầy heal phía trên thôi. Hai mươi bốn đông dân, nhà dân và kích đời ở cuối bảy. Một bài đáng lẽ là phải là 25, nhưng nó trừ mất một. Ba con voi, ba con sư tử đã biến thành một con voi thôi, nó sẽ rất tuyệt vời. Tốt rồi, như vậy không phải một đàn heal bốn, như vậy là tốt. Thêm một bãi vàng. Bạn này tìm thấy một bãi của phụ nữa, có lẽ Tom sẽ là người đánh chém sớm. Mà lực rất khỏe. Hai vàng đều là vàng ở phía ngoài. Giá như có vàng trong góc 9 giờ thì là tuyệt vời. Ba vàng nhưng mọi thứ đều ở phía ngoài. Gỗ đang dồn lên khá nhanh. Bên kia chết hai dân sao mà? Đúng rồi, he chết hai dân. À. BL. Và BM gấp rút.
thế nhà là tương đối khung. Dãy hàng BE vừa rồi là một dãy hàng BE mà tôm đã nghiên cứu và tính toán ngay từ đầu. Nhưng về cơ bản bây giờ đây là một bài vàng ngoài, nên hết sức để ý điều này, là một bài vàng ngoài với IA. Ở bên kia có cung R của phô, vậy việc bãi vàng luôn luôn phải để tâm. Chúng ta cùng xem màn hình máy của game thủ Gunny một chút. Đây là màn hình máy của Gunny. Đã bắt đầu chạy giò, ép đời quá khét đến từ game thủ Gunny. Đã bắt đầu chạy giò xuống dưới góc. Đây rồi. Như vậy là He cũng dường như đã có giò. Đúng là như vậy, He là người cầm Roman. Đúng là Roman lợi gỗ. Muốn sống chết với con này. Chưa có giam, hơi đáng tiếc. Và He vâng, con giò đã phải kéo về rồi thì phải. Dường như con giò của He bắt đầu phải kéo về. He cũng lên rất sớm. Tay về E khiếp hồn. Rồi đã chết, đã chết. Bây giờ nào xem màn hình máy của game thủ Tôm. Rồi bên này cũng lên đời khá sớm. Các bạn có thể nhìn thấy là màn hình máy của game thủ vô thường cầm phô tương đối sớm. 2L dành cho Tôm, có lẽ là vẫn đều thôi. Đúng là như vậy. Và quyết định chơi chết một nhà, sau đó rồi mới tính tiếp. Màn hình máy của Gunny 26 chứ 28 khá khá gỗ. Nhưng về cơ bản để công ca. Ôi sao mỗi người lại chéo một bên như này. Hai người cùng chơi chết nhà của game thủ He được thì là tốt đi. Đây màn hình máy của game thủ Tôm 29. Bánh xe chưa? He bánh xe chưa? Dường như là chưa thì phải. À không, như là cũng bắt đầu có bánh xe. Mình ăn được thêm 3 nông dân ở phía ngoài. Nông dân ăn hoa của game thủ He 29 trên 32 tham lai lúc này. Vẫn là 2L bắt đều. Và bây giờ chúng ta cùng chờ xem một tên up vào được hay không, chúng ta cùng chờ. Có lẽ phía trong cũng sẽ có phủ, để ý điều này. Để ý những tấn công của những thời điểm đầu. Đây là Gunny, không thể lọt. Không thể lọt. Đây là Tom Rui. Bắt thôi. Rồi tốt rồi, tốt rồi. Vâng, E là của mình, rất tốt, rất tốt. Vẫn là E của mình. Nổ đi, vẫn là E của mình. Không. Vâng, quả đấy mà E là của mình thì quá tuyệt vời. Cố lên, cố lên, cố lên. Rồi. Cái E. Nổ rồi, không. Màn hình máy của game thủ Gunny 27 rồi, bây giờ bắt đầu bậy đẩy ngược ở phía ngoài. Nhưng thà vẫn giữ được nổ rồi. Cái vẻ He đã lọt rồi, đây màn hình máy của cái thủ Tom Rui. Vẫn vào được phía trong, vẫn vào được, vào đi. Đúng rồi, thẳng ruộng và lao thẳng. Vậy, chém. Vẫn 2L rất đều. Vậy được cái E vừa rồi là khả năng vào được. Đúng là như vậy. Chết đi, đi chết đi. 35 là tham lai lúc này đến từ game của Tom. Đang rất cố gắng ở trong trận thi đấu này. He đã chết sâu rồi đấy, He đã xem nhiều bài chết sâu. Bây giờ thì còn mỗi vô thường nữa thôi. Đã muốn lên L3 khi nó gấp đào vàng và có lẽ là cũng sẽ lên được L3 thôi. Với IA thì nó không quá phức tạp. Thế màn hình máy của game thủ Gunny xem. Hôm nay 23. Ngoài Gunny trần lực vậy không bánh xe nó cũng đều dễ hiểu thôi. Bắt đầu tụt tham dần dần. Và bây giờ chúng ta cùng tiếp tục quay lại với Tom 37 để tham gia lúc này đến từ Tom. Tiếp một chém nữa nhưng tầm này cũng không ảnh hưởng gì quá nhiều. Bắt được tân cung R này không? Vã được, tôi nghĩ là vẫn vã được. Đó là L3 dành cho Tom Cruise rồi. Mai kín nhà và Tom Cruise bây giờ mới lên bánh xe. Bơm đồ cho thủ Gunny để Gunny cũng có lẽ là cũng để lên được bánh xe. Không như vậy bơm gỗ. Gunny vẫn còn tham lai 19, to hơn so với He một chút. Và bây giờ thì Tom Cruise tham lai 41. Tham tầm này vẫn cân thôi, quan trọng là Foresian đang làm cái gì và tham lai bao nhiêu. Hở ra là cuội ruộng, khá đông những con cùng rồi. Đúng 10 tham lai hôm nay, 3L,
Đây màn hình máy của thủ Gani tháng này 21, dường như bắt đầu cũng đã bắt đầu có, dường như vậy chưa bánh xe. Như vậy cũng căng. Nhưng bây giờ thì ổn ruộng. He he, bây giờ biết ngay mà xe kiểu gì cũng sang quấy. Rồi he he, bắt đầu xong dân lại. Nhưng tầm này xong được con nào bị quản con đấy. Nhưng quan trọng là mình cũng bị chết dân. Và màn hình máy của cái thủ tôm là lai là 44. Có đục hay không? Hơi khó. Tầm này rình rình bắt quân thôi. Màn hình máy của Gani 19 vẫn vậy. Nhưng quan trọng là sóc đều là được rồi. Sóc dân và sóc được chém là được. Nghe cũng còn một vài đơn vị chém nữa. Rất khó chịu. Các bạn thấy việc tách và bóc máy của đối thủ vô thường là rất khó chịu. Tôm rui tham lai là 46. Bắt buộc phải bung ra ăn bãi vàng mới. Nhưng càng ăn bãi vàng mới thì khả năng quản dân của đối thủ tôm rui phải tăng đều lên theo thời gian. Bây giờ đã là chém 4 rồi. Bắt được vài con cung lẻ nữa. Rồi chém. Sóc là siêu đều. Vô thường sẽ bung ra ăn gỗ. Với một bài nửa sa mạc thì đối thủ vô thường sẽ ít gỗ. Hoặc là lên cung A. Chúng ta cùng chờ xem giải pháp của vô thường sẽ là gì. Chém chết đấy. Trận tơ này chém vẫn chết. Quay vào chém chết. Đan vào. Đúng rồi. Vẫn chết, tôm rui gô tơn đi chém quá hay dành cho cái thủ tôm rui. Chết chưa, chết chưa, chết chưa. Gần, gần chết hết thì Gani đâu, đâu, đây màn hình máy cái thủ Gani tham lai 23, bây giờ bắt đầu lên. Tôm rui đâu, tiếp tục đến với tôm thôi. Tất tay thành thủ tôm tham lai 43 ở thời điểm này. Rất đông chém của IA, cực kỳ đông chém của IA. Vâng, nó quá đông. Vô thường đã bung ra và bây giờ thì Gani cũng lên đi. Đây màn hình máy của cái thủ Gani 25 tháng 2 cũng này đến kia cái thủ Gani. Tôm tháng 2 37. Cho ít gỗ tăng cái L thứ tư đi. Đây màn hình máy của Gani. Không vào được rồi, tầm này nó khó vào. Thôi chạy thôi, đúng không? Để tiếp tục đến với tôm, xem con tôm đỡ được không. Thằng này 40 này là tôm. Thằng ra 4, có lẽ cũng là ra 4 rồi. Đây chưa kể phủ phía sau. 4 lần thì có lẽ là xong là vẫn đều thôi. Ồ. Để màn hình máy của Gandhi. Khó rồi. Và như vậy là 3-1. Và tỷ số là 1 đều với C. Và bây giờ chúng ta cũng chuẩn bị đến với C đầu thứ 3 thôi. Một trận thi đấu mà các bạn có thể thấy là cái thủ tôm vui đã rất cố gắng. Nhưng giá như mà tôm có quả L thứ tư thì là đẹp hơn. Có quả L thứ tư thì là đẹp. Giấy lực là ra đủ 4 L. Vâng, ra tầm khoảng 5. Ra tầm khoảng được khoảng 5 tơn thôi, 4 L thôi. Có lẽ mọi thứ đã khác đi khá nhiều. Được thôi, dẫu sao cũng đã qua một đều với C và bây giờ chúng ta cũng chuẩn bị đến với C đấu thứ 3 ngay sau đây thôi.